Yay! Thank you, Bear. Merry Christmas. Merry Christmas. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9, ngày kỷ niệm đám cưới của mình với anh xã. Mình có nấu một ít cơm, thịt bò ram, cá hồi nướng bơ và canh khổ qua nhồi mộc, ăn với rau, dưa leo và trái cây bánh ngọt. Mời các bạn ăn cùng gia đình mình. Happy anniversary, Mommy and Daddy. Yeah, love you. Love you. Thank you. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Yeah, let's eat. Cho một ít đường nâu vào. Wow, con trai nấu canh khổ qua ngon quá ta. Good job, baby brother. Sườn bò ram chín rồi. Giờ mình gấp ra dĩa. Mình mua rong biển ăn với thịt bò, ăn với cơm. Wow, một miếng thịt bò to ơi là to luôn. Thơm ngon quá con gái. Mình phải để xéo xéo đừng mới sắp lên cái miếng thịt thứ ba này. Một dĩ ba miếng sườn đầy cái chảo luôn. Mới bị cho một ít hành lên cho nó thơm. Với nước sốt. Rồi qua ăn cơm nha. Mình nấu thêm một tô canh khổ qua. Mình nhồi thịt mộc ăn với cơm, sườn thịt bò ram và một dĩa cá hồi nướng bơ. Và món tráng miệng là
bánh ngọt cheesecake với cam. Mời các bạn ăn cùng gia đình mình. Mình cho một miếng thịt vào dĩa cơm. Với một ít dưa leo. Cho con trai ăn dĩa này nha. Mình cắt cái miếng thịt bò này ra. To quá. Rồi má mì cho cái miếng này cho con gái nè, cái dĩa thịt bò với lại một ít cá con ha. Wow, ngon quá. Cho một ít rau với dưa leo. Rau này là rau bồ công anh nhỏ, các bạn ăn rất là ngon mà tốt cho sức khỏe nữa. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9, ngày kỷ niệm đám cưới của mình với anh xã. Mình có nấu một ít cơm, thịt bò ram, cá hồi nướng bơ và canh khổ qua nhồi mộc, ăn với rau, dưa leo và trái cây bánh ngọt. Mời các bạn ăn cùng gia đình mình. Happy anniversary, mommy and daddy. Happy anniversary. Yeah, thank you. Love you. Love you. Love you. Thank you. Mm-hmm. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Yeah, let's eat. Ở nhà ăn cùng các con bữa cơm như vậy rất là vui, ấm cúng các bạn. Các con mình nói lâu rồi không có ăn thịt bò ram xả, nên mình mua một dĩ thịt bò về ram. Một dĩ ba miếng mà bự ơi là bự luôn. Mình nấu đầy cái chảo luôn á. Ngon con ha. Vừa ăn ngon quá. Mùa đông mình ăn rau với dưa leo là phải đi mua. Ngon không con? Đúng. Ừ. Dạ, xách thịt bò ăn. Ngon không mấy đấy? Ngon lắm. Thích. Ăn cá không anh? Mì cho con trai miếng cá nha. Ngon quá. Thấy con gái không? Vừa ăn ngon quá con. Rau bồ công anh này ăn nó đắng đắng giống rau đắng là ở Việt Nam mình các bạn, nhưng mà hay lắm. Mình xào hay mình nấu canh đó, nó chín là tự động nó không còn đắng nữa, nó ngọt. Còn ăn sống thì đắng nhưng mà ngon, tốt sức khỏe là ăn à. Mấy đứa muốn uống nước apple cider hay là nước cam không? Uống này ha.
Wow. Rồi cả nhà chúc mừng one two three cheers. Mời các bạn uống nước apple cider, nước táo có ga các bạn uống tiêu, mau tiêu mà ngon nữa. Ok, quá ngon quá. Ngon ngon ngay ha. Chị sẽ cầm tay này. Chị sẽ ăn xả luôn này. Cheers! Merry Christmas! Thank you! And happy anniversary! Yeah, thank you! Ngày đám cưới mình là ngày trước ngày Noel các bạn. Cho nên mỗi năm là trong cái tháng Noel tháng 12 là coi như có ăn mừng suốt luôn. Ngày 9 là ngày hôm nay, ngày trước ngày Noel. Cá ngon không con? Ngon ha. Nó mì chưa ăn, để lát nữa. Thịt bò thấm ngon quá, vừa ăn. Ở Mỹ các bạn, mùa lễ này là các con mình được ở nhà nhiều hơn. Con trai mình sẵn chúc mừng con trai mình vừa thi xong nha. Congratulations Jonathan. Congratulations. Yeah. Yeah, nên là các con được ở nhà thường hơn nên mình cũng hay nấu đồ ăn cho các con ăn cùng gia đình. Còn thường là đi học đi làm. Con gái lễ này cũng được nghỉ luôn. Nghỉ tới New Year con hả? Chúc mừng luôn. Để má mày ăn cá nha. Cá hồi nướng bơ thơm lắm các bạn. Mời các bạn ăn cá hồi. Ngon quá. Thơm mùi bơ với tiêu với lại hành lá. Ngon quá. Vừa ăn quá. Mình múc miếng canh khổ qua. Canh này là con trai của mình với con gái của mình nó nhồi mọc vào đây nè các bạn. Mình ướp sẵn cái mình để vậy á, cái các con làm giỏi gì đâu á, chỉ một hai lần cái là biết hết trơn à. Mời các bạn ăn canh khổ qua nhồi mọc. Canh khổ qua mình hầm đã ngon rồi mà các con mình làm nữa là càng ngon hơn nữa. Ngon lắm con. Ngon là có công của hai đứa làm chẳng ai nấu. Wow, ngon quá. Khổ qua nó mềm, ngon ơi là ngon.
Mộc cũng vừa ăn nữa. Lát hai đứa uống canh nha con. Nè, anh xã uống chung em đi. Đây. Ngon hơn. Vợ đút còn ngon hơn nữa ha. Ngon quá à. À, mình tiếp tục ăn cơm. Ăn thêm rau nữa không? Wow. Con trai sắp miếng thịt bò. Ăn đã luôn. Mình ăn cơm với thịt bò T-bone này các bạn. Ăn theo tay theo ta, theo của mình. Chứ ở ngoài chứ không có bán món này đâu. Có bán món T-bone ăn kiểu Mỹ, ăn với salad khoai tây rồi các bạn. Còn mình ram với sả thì mình ăn theo khẩu vị của mình, ăn với cơm. Thịt bò mềm ngon anh ha. Ở đây có rau nè con gái, ăn thêm rau gấp à. Rau bột không ăn các bạn. Ở chợ Việt Nam á, không có bán cái loại rau mini này, rau baby này chứ. Chỉ có chợ Mỹ mới có bán thôi. Chợ Mỹ thì nó bán nhiều cái loại rau non á, rau mầm á, nhiều lắm. Yeah. Mình có mua salad rong biển của Hàn Quốc các bạn. Mình ăn cơm với cơm á, cũng ngon lắm. Mami cho mỗi đứa một ít nha. Thank you. Cho anh xã nữa nè. Cho con trai nha. Dạ. Yeah. Rồi ăn đi con. Dạ, để này qua cho má mi. Rong biển này chua chua ngọt ngọt, dễ ăn lắm các bạn. Giòn quá con ha. Ngon. Mình thích ăn cái món rong biển này lắm. Nó dễ mà ngon nữa. Đi mua sẵn về là ăn liền. Ngon anh ha. Ngon quá. Ăn với thịt ngon con hả? Chua chua ngọt ngọt. Giỏi quá con trai. Tập ăn cái gì cũng biết ăn hết. Rồi mình ăn cam nha cả nhà. Để con, để cái chén bên kia. Chà má mới lấy cái vị cam ha. Mời các bạn ăn cam cùng mình nha. Cam không có hột. Đây, cho con gái nè.
Cho cơm chay nè. Ông xã là cho bé. Cho là chót. Ok. Rồi, cheese. Cheese. Ngọt quá bà. Mùa này cam nhiều lắm. Ngọt hơn ha. Dạ ngọt. Mà dễ lột nữa các bạn. Ngon không mình? Ngon. Còn bánh ngọt nữa nè con. Con trai ăn dâu hả? Okay. Ăn trái cây xong bây giờ ăn bánh ngọt, con gái cũng ăn dâu luôn ha. Rồi cho tới thì chốt là con bánh thì ăn cheese ha, trắng nha. Ok, mời cả nhà ăn bánh phô mai cheesecake. Cheers. Bánh phô mai này nhỏ nhỏ dễ ăn lắm các bạn. Thường mình mua một hộp vậy đó là cứ để tủ lạnh ăn lần lần. Ngon quá con gái. Má mì ăn một miếng dâu nữa nha. Bánh phô mai dâu. Ngon quá. Nó không có ngọt nhiều con ha. Ngon. Gia đình mình ăn đến đây, chia sẻ đến với các bạn. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. See you next time. Yeah, Merry Christmas Eve. Merry Christmas Eve. Take care. Bye bye.